À, thật ra nó thay đổi hoàn toàn. Từ cái điểm là em có việc làm, có thu nhập, xong rồi qua đây là em trắng tay. Em không đi làm, tại vì cái bằng cấp em không xài được, kinh nghiệm em không xài được. Em phải đi học, và em làm cái công việc là tạm thời ăn theo giờ, ví dụ như là lúc đó khoảng 7 đồng rưỡi, 8 đồng một giờ. Để giá cao thì em được commission cao, sao em phải hạ xuống chi lúc vậy? Đó em đâu có làm việc cho khách nữa đâu, lúc đó em làm cho em mà. Trong khi nghề của em là làm việc cho khách. Tháng 6 năm sau là em có baby đầu tiên, là sinh thai, lúc đó là em bị ngừng thận. Nói chung là everything nó tới một lúc luôn. Chị biết cái phòng ICU không? Là cái phòng thường là đường một chiều á, bước vô không bước ra. Là em vô đó 2 lần, 3 lần. Chào quý khán giả trong chương trình Ở đây có người Việt. Thì Thanh Vy đang ở trên khu vực Cypress tại Houston. Bây giờ thì Thanh Vy đang đứng trước một ngôi nhà đang được rao bán. Và cái căn nhà này đó, nó để giá là 460.000 Mỹ Kim nha quý vị. Và quý vị hãy nhìn xuống đây. Ở Mỹ đó, mỗi khi mà người ta bán nhà đó, quý vị sẽ thấy có một cái bảng như thế này nè, để ở trước cái nhà đó, và mình sẽ biết cái người realtor sell cái nhà. Quý vị hãy theo chân Thanh Vy xem là khi mà mình đi mua một căn nhà, nó sẽ cần hội tụ những cái gì và mình phải coi cái gì. Và được biết là cái anh realtor này ảnh là người Việt Nam luôn, thì mình cũng sẽ xem coi người Việt Nam của mình sinh sống bằng nghề mua bán nhà ở Houston nó như thế nào nha quý vị. Hello. Hello chị Vy. Hi. Dạ. Khỏe không em? Dạ khỏe, lâu lắm mới gặp. Trời ơi, một cái căn nhà mà bước vô còn mùi thơm nức như thế này. Rất là vui để mà được em giới thiệu giúp cho Vy coi là nếu như mà mình mua một căn nhà, nó sẽ cần những cái gì và mình phải để ý tới những cái điều gì. Em có thể giúp Vy ngày hôm nay không? Nghề của em. Giống như khi mà chị bước vô, chị nói là cái mùi, đúng không? Thì đó là cái đầu tiên người ta không để ý, nhưng đối với em rất là quan trọng. Chính xác. Đó, ví dụ chị bước vô nhiều nhà người ta sơn lại đó, thì lúc đó nó che hết, mình ngửi được cái mùi sơn. Hoặc là nếu mà cái nhà mà người ta có nuôi chó, nó ra cái mùi chó, mùi mèo, thì lúc đó mình sẽ tốn tiền bảo trì, làm đường ống, làm các thứ, rất là nhiều thứ. Đó. Trời ơi, mới nói có 2 câu thôi mà Vy kết mô đen luôn rồi nha. Tại vì Vy cũng đã từng đi mua nhà mà Vy không hề biết đến những điều này. Không những mình ngửi, mình còn phải nghe nữa, coi có cách âm tốt hay không. Giống như bây giờ Vy đang nói thì nó hơi vang chút xíu. Hơi vang là tại vì mình không có nội thất. Khi có nội thất nó khác, nhưng mà ví dụ mình có nghe được là tiếng máy lạnh có ồn hay không, mình đoán được cái tuổi máy lạnh. Hoặc là mình nghe coi cái bên ngoài, bên trong thế nào. Lúc đó là mình sẽ biết được cái cửa sổ hay là cái kết cấu nhà nó có tốt hay không. Chứ nếu mình nhìn vậy thì dễ lắm. Trời ơi, chắc em sanh ra là để em đi bán nhà hả Nguyễn? Ồ, tại em mê cái nghề này lắm. Cái căn nhà này build năm nào á em? Dạ, căn này là build năm 2018. Thì tính đến giờ chỉ khoảng tầm 4 tuổi. Ồ, mới có 4 tuổi thôi, hèn chi còn mới. Dạ. Cái sàn nhà cũng rất là, cái màu này rất là đẹp. Hồi nãy là mình nghe, xong rồi mình ngửi, rồi giờ mình cảm nhận nữa. Thì mình sẽ biết là cái sàn nhà này nó được thiết kế giống như là glue down, in keo xịn luôn. Thì lúc đó mình kết luận được cái chất liệu của nó gọi là engineer wood. Nếu mà chị đi mà phụp phụp á, là nó là đồ dởm. Vì thích cái sàn bếp như thế này. Dạ. Nó sẽ có rất là nhiều không gian để cho mình bày biện, mình nấu nướng thoải mái. Và cái ấn tượng với cái dàn đèn trên cái bếp nó cũng quan trọng ha. Dạ đúng rồi. Vì cái này là upgrade đó chị. Đẹp. Nhà này có mấy phòng vậy? Dạ, nhà này là 4 phòng ngủ và 3 toilet. Nó bao nhiêu square feet cho cả cái nhà và đất em ha? Dạ, cái nhà thì tầm 2.000 square feet và đất thì khoảng là 7.000 square feet. Wow, vậy là coi như là cũng là 9.000 mấy. 9.000 mấy là khá đấy. Dạ. Chứ nhà mới bây giờ chỉ thấy có 5.000 mấy square feet đến 6.000. Dạ, dạ. Đó là cái phòng ngủ master. Thông thường á thì Vy thích nhất là master room. Tại vì thích nhất là gì trong cái master room, thích nhất là trong phòng tắm. Ở đây có phòng tắm đứng, bồn tắm, hai cái sink. Wow. Công nhận căn nhà này thiết kế đúng là có phòng đặc biệt nhiều. Nhưng mà để em chỉ cho chị nghe những cái điểm yếu của căn nhà. Điểm yếu. Tại vì khi mà em làm cái nghề này á, là em phải cho khách biết cái nào hay, cái nào dở, đủ thứ hết. Tại vì khách không coi được nhiều nhà như mình. Mình coi mấy ngàn căn nhà, cho nên mình bước vô cái là mình thấy một đống điểm yếu mà nhiều khi khách không thấy. Ví dụ em ra đây chỉ cho chị coi. Ví dụ như cái cửa trước, cửa sau nhìn thông vậy, em thấy là 90 người Việt Nam là không Việt thích. Việt Nam là sẽ không thích rồi. Cửa trước và cửa sau là coi như trên một cái trục luôn rồi, là không good. Đúng không?
hoặc là hai cái bíp với cái xin kiểu đó người Việt Nam cũng không thích. Em hay quá Nguyễn ơi. Người ta nói nước với lửa là không có được đối diện với nhau đúng hai không? Vợ chồng cãi nhau. Cái nghề của em là phải cho khách biết những cái điểm tốt và điểm không tốt. Em thật thà đấy, có nhiều người người ta đâu có nói những điểm xấu đâu. Mình phải cho khách biết hết. Hoặc là ví dụ như lúc mà chị bước ra sân vườn chẳng hạn, ví dụ em bước ra đây em chỉ cho chị xem. Ví dụ như có những cái thông tin á mà mình có thể điều giá được với khách, cái số ngày mà cái nhà được đăng ở trên chợ bao nhiêu ngày thì mình có thể tính ra để mình tính giá. Hoặc là ví dụ như cái nhà này đi, nếu mà vậy là em sẽ đặt một cái giá khác. Tại vì em nhìn cái cỏ này thì hoặc là chủ nhà ở đâu đó rồi cho nên không có bảo trì, hoặc là họ không có quan tâm mấy về cái nhà. Nếu mà họ cần việc, họ đi xa, họ phải bán nhanh thì mình lại điều giá khác. Nếu mà họ ở đây là họ sẽ chăm sóc rất là kỹ. Em để giá cao thì em được commission cao, sao em phải hạ xuống lúc đó người em đâu có làm việc cho khách nữa đâu. Lúc đó em làm cho em rồi. Trong khi nghề của em là làm việc cho khách. Chị hỏi đùa thôi chứ cái đó là gọi là cái tâm của nghề đó. Dạ. Ok, đứng trong một cái căn nhà như vậy thì cảm giác thật sự là nó rất là thoải mái. Nếu như ai mà làm chủ nhân một cái căn nhà như vậy, chị nghĩ là họ cũng enjoy. Và kiếm được một người bán nhà mà tận tâm như Nguyễn á, thì chị nghĩ là chắc cũng hiếm hiếm á. Dạ, cảm ơn chị. Em qua Mỹ bao lâu rồi? Dạ, em qua Mỹ tầm 10 năm. 10 năm? Dạ. Rồi em làm nghề realtor bán nhà này bao lâu rồi? Dạ, em làm khoảng 5 năm. Cơ duyên nào em đến đây định cư vậy? Anh chị em qua ngày trước, sau đó bảo lãnh em qua thôi. Ở Việt Nam em có công việc ổn định chưa? Khi mà em qua đến Mỹ em hòa nhập cuộc sống như thế nào? Ở Việt Nam là em làm cho Sony đó. Sony? Dạ, em thích công việc đó lắm. Chị có xài cái máy chụp hình của Sony không? Có, đa em số đó, là em thích. Vậy đó hả? Tại vì em làm về marketing đó. Thường là em biết được sản phẩm trước 2 năm. Wow. Có nghĩa là từ lúc mà định hình ra ý tưởng xong rồi xài hàng mẫu rồi sản xuất thử, tới khi bán ra thị trường là em một phần trong cái nhóm nhỏ đó. Wow. Dạ. Như vậy là coi như là cái công việc đó rất là khá vào cái thời điểm đó ở Việt Ôi, Nam. Em thích lắm. Vậy thích thì tại sao lại rời bỏ Việt Nam đi qua đây? Thì lúc đó con của em là tầm 3 tuổi. À lúc đó là em đã lấy vợ rồi. Dạ, dạ lúc đó con của em tầm 3 khi tuổi. Khi đó là em bao nhiêu tuổi nhỉ? Em không nhớ. Nhưng mà cách đây 10 năm thì khoảng tầm 32. Dạ. What? Em 42. Dạ. Trời ơi, chúng ta là những con khỉ. Thế thì lúc đó vợ em có ủng hộ cho việc đi Mỹ không? Dạ, suy thích lắm. Đúng rồi, hình như là đa số là phụ nữ thích đi Mỹ hơn là đàn ông. Dạ, dạ, bên Mỹ thì phụ nữ ở đây, đàn ông ở đây. Con chó nằm ở đây. Và khi chuyển qua đây, tại vì mình cũng vì con, vì cái mình qua. Chứ em thật sự là em không muốn qua. Thì khi mà qua rồi thì mình bị sốc gì? Sốc đủ thứ. Ví dụ như đầu tiên là không có việc làm. Bên kia em đang có việc làm ổn định mà. Mà em làm cho Sony là 10 năm đó. Wow, vậy là cái benefit cao lắm. Dạ là em cũng hơi bị già trong cái công ty đó rồi đó. Mình biết những cái mình làm hết rồi, mình giỏi những cái mình làm. Nhưng mà qua đây thì phải bắt đầu từ đầu. Cho nên mình bị sốc đủ thứ. Vì hiểu cảm giác đó. Dạ. Thì qua đây thì em vẫn cứ nghĩ là em phải làm một công việc gì tương đương như vậy. Nhưng mà em nộp đơn cả trăm cái, không ai gọi hết. Vậy đó hả? Dạ. Không, cái lúc đó là em có giỏi ngoại ngữ không? Dạ, ở Sony thì em vẫn đi Nhật, đi Sing, vẫn gặp người Nhật, người Sing, đủ thứ nước. Vậy là cũng là sếp bự trong Sony chứ. Nhưng bộ. Mà mình nói tiếng Anh Việt Nam, chứ không phải là nói tiếng Anh kiểu Mỹ. Mình nói mình hiểu, nhưng mà tụi Mỹ nó không có hiểu mình 100%. Em nhận ra là em nói tiếng Anh không có giỏi như là em nghĩ. Tại vì mình phát âm nó không có đúng. Cho nên là em bắt đầu là em đi học lại ở college. Thì lúc đó em đi học chung những đứa mà nó nhỏ hơn em khoảng 20 tuổi. Em học lại từ đầu, vừa học vừa đi làm. Đi đứa làm, em làm gì? Kiểu làm thêm á chị. Làm đi bán ở chợ Walmart á. Tại vì ở Việt Nam là em làm Sony thì em biết về công nghệ, em biết đủ thứ. Chị hiểu cái cảm giác khi em đứng em bán hàng trong chợ Walmart. Chắc là lúc em nghĩ về cái quá khứ của mình, chắc lúc đó mình tuổi dữ lắm hả? Thì lúc đó thì mình có cơ bản rồi, cho nên mình bán hàng ở cái quầy quầy điện tử trong Walmart á. Mình phải hòa nhập thôi. Rồi sau đó học tiếp. Thì lúc đầu mới qua là học hoặc là để làm y tá cơ. Tại vì em nghĩ mới qua mình phải kiếm công việc gì đó để mình có thể sống được. Mà không có sợ thất nghiệp, thế là em học y tá. Nhưng mà em học thời gian đấy, ủa mình đâu có giống gì y tá đâu, không có phù hợp với không mình, không phải sở trường của mình. Xong em mới quyết định là không học y tá nữa. Thì bắt đầu em chuyển sang em học cái này để em lấy giấy phép và em hành nghề luôn. Vậy là coi như là em chọn đúng hướng đó. Qua đến Mỹ thì em ở đâu?
Gia đình em thì ở Atlanta, xong sau đó em dọn qua bên Houston. Ở bên đó có nhiều người Việt? Dạ, bên đó thì cũng có cộng đồng nhưng mà em nghĩ không bằng ở Houston mình đâu. Nhưng Houston với Cali là coi như là người Việt là dạ. 80%. Với lại bên kia cảm giác nó hơi buồn. Thường thường là Vi thấy là hai vợ chồng qua thường thường là cô vợ sẽ đi làm nail trước, phải không? Vi chỉ đoán vậy thôi. Dạ. Thì gia đình em thì như thế nào? Lúc đó thì có việc, có công việc cũng ngon, bên dầu á gì? Dầu khí á. Dạ, cho nên cũng có công việc luôn. Wow. Dạ. Vợ em thì có công việc tốt hơn thì chắc là sẽ hỗ trợ cho gia đình được nhiều. Dạ không, em bắt đầu từ con số 0. Em bắt đầu từ con số 0. Nghĩa là một cái sự biến đổi khá lớn. Dạ, có cái biến đổi khác cho nên em bắt đầu từ con số 0. Thôi bật mí cho Vi nghe để Vi đoán hoài. Chắc là để phần sau. Nhưng mà cơ bản là em bắt đầu từ con số 0. Và nếu mà nói đến giai đoạn này thì Nguyễn đang là một cái người bán nhà rất là thành công theo Vi là nghề. Dạ. Thì bây giờ một người chuyên đi bán nhà như thế này thì có thể mời tôi về nhà của Nguyễn được không? Rất là nhiều người muốn tới nhà em. Why? Người ta hỏi cái thằng này bán nhà không muốn ở nhà ra làm sao. Thì mà thôi, hôm nay gặp chị Vi cho nên có làm sao nhịn vậy. Chào mừng tới Tệ Xa. Tới rồi, thích nhất là trang trí mấy cái ghế vậy nha. Ồ, em thích lắm. Ở đâu mình có một cái ghế để mình ngồi tự nhiên nhìn cái nó dịu, nó yeah. thư giãn liền. Cái này là sản xuất tại Việt Nam đó. Thì sao lấy qua được vậy? Không, mua ở đây nhưng mà đồ tại Việt Nam. Nhà này mình mua lâu chưa Nguyễn? Khi em bị bệnh là em mua. Bệnh gì? À, em có cái vấn đề với cái thận của em. Mời vô nhà. Đúng là nhà của professional. Dễ thương. Đây là con gái nhỏ, gái lớn nhất. Nhưng mà em vẫn kêu nó là con gái nhỏ. Đây là em lúc chưa bị bệnh. Đây là em lúc bị bệnh. Đây là con trai. Giống ba quá. Đây là hai vợ chồng. Xong bước vô đây thì là cái phòng làm việc của em. Thì cái chỗ này là em hay ngồi đây làm việc nè. Khi mà em có thời gian thì em làm mấy cái video á. Để em chia sẻ về nhà cửa các thứ. Wow. Em chia sẻ về giống như là kinh nghiệm mua nhà nè, rồi những cái lưu ý về mua nhà, cập nhật thị trường. Em chia sẻ hết những cái gì mà em biết cho bà con. Tại vì thường bà con lâu lâu mới đi mua nhà một lần, không có cập nhật thị trường đó. Cho nên là không có biết. Mình chia sẻ hết. Dạ. Hay. Nhà mình có mấy phòng? Dạ, nhà này là 3 phòng ngủ, 3 toilet, 1 phòng làm việc, 1 phòng ăn. Cái view này rất là đẹp. Chị có muốn ra ngoài chơi không? Đi, bước ra ngoài nhìn cái. Hay mình nói chuyện riêng trước đi, chút xíu xíu nói. Nói chung tại con số 0 là sao? Nói lén trước. Thì nói chung là có nhiều thứ người tính không có bằng trời tính. Có vẻ như mọi thứ đều thay đổi hết. Em chỉ còn mình em thôi. Còn nói thẳng ra là phía bên kia mình bị đi một mình cái bị khác rồi, đi đường khác mình bị vợ rồi. Bỏ đi vợ bỏ. Dạ. Mình bị vợ nhục bỏ lắm, phải không? Nhục lắm. No, coi như mình hãy suy nghĩ là nó hết duyên đi. Dạ. nhưng mà nhờ nếu vậy mà em mình mới gặp được bà xã này. Đúng rồi, thì em thương bà xã này lắm. Thích ha. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình đào lại vết thương cũ thì nó cũng có vẻ là hơi tê tái. Nhưng mà mình có nghiệm ra được là tại sao họ bỏ mình. Sau 10 năm nhìn lại thì em cảm thấy là em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rất nhiều. Một câu trả lời rất rất là thông minh. Vi thán phục cái sự nhạy cảm và nhanh nhạy trong ứng xử của Nguyễn. Em cảm ơn chị Vi. Sau khi mà mình qua cái cú sốc đó, làm sao để mình vượt lại tinh thần? Thật ra nó thay đổi hoàn toàn. Từ cái điểm là em có việc làm, có thu nhập, xong rồi qua đây là em trắng tay, em không đi làm. Tại vì cái bằng cấp kia không xài được, kinh nghiệm kia không xài được. Em phải đi học và em làm cái công việc là tạm thời ăn theo giờ. Ví dụ như là lúc đó khoảng 7.5, 8 đồng một giờ. Mình không có đủ sống thì mình phải bắt đầu từ đầu hết. Rồi đi học lại thì mình phải nhìn xa thôi. Tại vì nếu mà mình nhìn gần thì mình lao vào mình kiếm những công việc và mình làm, thì đó mình sẽ không có ổn. Xong em sẽ đi làm từ bán hàng ở Walmart nè. Sau đó em chuyển sang bán một cái đồ nội thất các thứ. Đồ nội thất furniture hả? Các thứ. Vẫn là đi làm ở cửa hàng. Nhưng mà em cảm giác mình đã ở Mỹ rồi thì mình không có sợ đói nữa. Nhưng mà mình sẽ làm những cái mà mình cảm thấy là mình thích và mình vui. Em rất là thích nhà cửa. Mà khi mà làm nhà cửa là lúc đó là mình bảo vệ cho khách hàng. Thì lúc đó cái người mà mình giới thiệu không phải là khách hàng nữa, mình gọi là chủ thì đúng hơn á. Là mình phục vụ cho họ. Giống như nãy em nói chuyện với chị đó, là thay vì mình show nhà cho những cái đẹp, mình nói luôn cho người ta biết những cái xấu. Thì lúc đó người ta biết hết rồi, người ta mới đánh giá là người ta mua hay không mua. Mình không có quan trọng là
làm một thứ để người ta mua, mà cái quan trọng là mình muốn cho người ta hiểu người ta mua cái gì. Chính vì vậy mà bà con càng ngày càng tin thì càng ngày càng giới thiệu. Em mỗi lần mà em thấy mà khách mua được nhà, mà khách ký hợp đồng xong rồi khách dọn vô nhà, khách vui, em nghĩ em còn vui hơn nữa. Tại vì ở Mỹ mình mua một căn nhà nó đâu có đơn giản, dạ, như ở Việt Nam mình cầm tiền đi mình mua đâu. Dạ. Có nhiều người ở đây thật là nhiều tiền nhưng mà họ cũng không đủ điều kiện để họ mua nhà bởi vì không có credit. Dạ đúng rồi. Hoặc là ví dụ như có nhiều người mua nhà người ta nghĩ tới giá đầu tiên, nhưng mà em khuyên là mình nghĩ tới cái khả năng chi trả hàng tháng. Tại vì ở Việt Nam mình có tiền mình trả hết một lần chẳng hạn, trong khi này mình phải trả 30 năm. Thì mình liệu mình có chịu nổi trong 30 năm đó với mức thu nhập đó hay không? Thì cái đó là cái quan trọng hơn là cái giá. Bây giờ mình sẽ vô gặp một cái nửa kia của ảnh nha. Khi mà Vi đang ngồi ở đây á, Vi thích lắm nhưng mà Vi cũng buộc phải là bớt nói lại. Mọi người ơi, đây là một nửa của anh Nguyễn nhà mình đây nè mọi người. Một nửa xinh đẹp. Em có biết không? Một câu một lời chồng em nói về em đều là the best hết á. Là chị biết thiệt, được biết thiệt. Không mà chị cảm nhận được sự hạnh phúc của hai vợ chồng luôn á, cho nên là đến cái ngôi nhà này chị cảm thấy là rất là ấm cúng luôn. Em đang làm gì đó? Em ép phá tươi. Em ép sớm quá, em sợ nó nhìn màu nó thâm á. Sao em đợi chị tới để em ép cho nó fresh. Trời ơi, vậy là có chuẩn bị sẵn cho khách mời. Có khách quý tới nhà mà. Em baby em được bao nhiêu tháng rồi? Gần 7 tháng. Wow, thời điểm này là bắt đầu mình sẽ mệt đó, cho nên là anh chàng này là phải cưng vợ nhiều hơn nữa nè. Chị giỏi lắm. Giỏi lắm. Hiện tại em làm cái gì cưng? Dạ em làm tóc. Vậy hả? Em làm giống như là chuyên về hóa chất thôi. À, em làm về màu. Dạ. Em làm ở tiệm hay là em... Dạ em làm one station một mình em không. Gần đây không? Dạ. Hồi nãy ảnh nói là ảnh bắt cóc em từ cái chỗ mà em đi mua nhà của ảnh. Xong cái chị mới nói là vậy là xong cái hai người mua nhà chung luôn. Ổng giống như là lời hết luôn đó chị. Trái nợ quá chừng lời. Là khách nè, ảnh vừa xong rồi sau đó cũng rước luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ em phải trả nợ. Hồi nãy em nói em trả nợ là bây giờ chị thấy cô này nói đúng. Em lời đó. Em rinh được cổ nè. Rồi em rinh được khách hàng nè. Rồi giờ em rinh được thêm hai đứa con. Nói chung cũng lời đúng không? Thắt một chút xíu mà Vi có trên tay ly nước tươi fresh của vợ của Nguyễn đó. Hồi nãy Vi nghe Nguyễn nói trong cái lúc mà 2 năm mấy trước là Nguyễn mắc căn bệnh mà thập tử nhất sinh như vậy, mà em là cái người chăm sóc cho ảnh từ A đến Z, rồi lúc đó em lại đang có baby nữa. Em có hồi tưởng lại cái giờ phút đó em cảm thấy sao? Em sợ. Nó qua rồi em rất là mừng luôn. Vậy hả? Dạ, giống như bây giờ là giống như là em không mong gì hơn luôn. Sợ em chứ không phải là sợ khó khăn, chứ không phải là sợ giống cực. Như là ảnh đi lọc máu là lúc nào ảnh về ảnh cũng yếu rồi lừ đừ, rồi Covid nó nổ ra tụi em sợ ảnh bị mà cuối cùng ảnh bị thiệt. Trời đất ơi, mình nghĩ sao? Ảnh bị 2-3 lần. Chị biết cái phòng ICU không? Ừ. Là cái phòng thường là đường một chiều á, bước vô không bước ra. Là em vô đó 2-3 lần. Trời ơi, làm sao em có một cái nghị lực mà lúc đó mà em chăm sóc chồng như vậy? Mình không có giống như là dám nghĩ tiêu cực hơn á, tại nó đã tiêu cực rồi. Rồi lúc đó mình có bầu nữa là giống như là hai vợ chồng lúc nào cũng phải nghĩ tích cực nhất có thể. Cũng gia đình hai bên cũng ai cũng đi xét nghiệm để coi có donate thận được không, nhưng mà không có lucky là tại vì cái gene của nhà và tất cả đều bị tiểu đường nhiều người trẻ. Thành ra là tụi em cũng phải đợi tới 2 năm mấy để ảnh có một cái cơ hội được thay thận. Sáng em cũng thử nhưng mà có bầu bác sĩ không cho. Bác sĩ cũng không cho, mà sinh xong bác sĩ cũng không cho, bác sĩ bắt là phải hơn 1 năm sau sinh thì mới được đi làm test, nên tụi em cũng gọi là rồi cuối cùng cái thận đó là mình tìm được ở đâu? Của một người xa lạ, người ta bị accident thì người ta hiến tạng lại. Tụi em cũng tìm kiếm nhiều cơ hội, tụi em apply ở nhiều tiểu bang khác nhau. Arkansas là nơi mà gọi ảnh đầu tiên, và cái người hiến thì lại ở Cali. Sau cái bệnh viện sẽ chuyển cái thận đó từ Cali qua Arkansas. Tụi em thì lái xe từ đây lên trên đó để nhận thận. Ảnh được thay thận được khoảng gần 4 tháng rồi. Mà lúc đó là em đang có baby tháng thứ mấy? Lúc đó là bé kia được 15 tháng. Còn em là vừa có baby này được 1 tuần. Là lúc sau khi em thay có thận. Baby này 1 tuần á là ảnh được gọi đi thay thận. Trời ơi, vậy là cũng mới đây thôi chứ đâu có gì đâu xa đâu. Dạ đúng rồi.
Wow, không ngờ mà chỉ mới sau mấy tháng mà Vi ngồi trước một cái con người khác hoàn toàn phải. Thì đúng là lúc trước là ném không biết nhiều lần luôn á. Và bây giờ mình mới thấy cuộc sống này nó kỳ diệu quá không? Quá kỳ diệu. Không, mà nó xảy ra nhiều sự kiện trong thời gian đó. Em với ảnh cưới nhau tháng 12. Là tháng 6 năm sau là em có baby đầu tiên. Là sinh thai, lúc đó là ảnh bị hư thận luôn. Là biết tin bị. Nói chung là em phải tin nó tới một lúc luôn. Trời ơi, nhưng mà cho Vi hỏi tò mò một chút xíu. Cái điều gì mà làm cho em yêu ảnh như vậy? Để mà em cùng ảnh vượt qua những khó khăn này. Trước khi ảnh thay thận á, thật sự là cũng đẹp trai lắm chị. Bây giờ vẫn đẹp. Bây giờ vẫn đẹp. Em nói giỡn thôi, thì đúng là một phần là rất là tươi tắn, làm việc rất chăm chỉ. Trước đó là em khi em đi mua nhà là em có một realtor rồi. Nhưng mà cái người đó không có làm em happy trong công việc lắm. Tại vì người ta cũng không có nói thật lắm á. Người ta chỉ muốn mình kết thúc cái deal đó sớm thôi. Nhưng mà em quyết định em bỏ cái nhà đó. Em bỏ cọc. Xong rồi anh em mới search một cái realtor mới, là search ra anh Nguyễn. Xong rồi đưa thông tin cho em, nói em đi coi nhà. Tại vì em thì làm giờ có thể flexible hơn anh em, tại anh em làm nản. Thế là em là cái người gặp anh Nguyễn suốt cái quá trình mua nhà. Nhưng mà sung sẻ lắm, mua được cái nhà mẹ em rất là thích. Dạ, mua nhà cho mẹ em á, mẹ em rất là thích. Xong rồi cũng tại vì lần đầu mua nhà á chị, tại vì em qua Mỹ thì lần đầu mua nhà em cũng rất là hồi hộp, em không có biết gì nhiều á. Xí mà em qua Mỹ bao nhiêu năm? 5 năm rồi chị. Vậy dạ. Là sau anh Nguyễn nữa. Dạ đúng rồi. Mà em lanh, em giỏi vậy đó dạ, hả? Dạ không, em đâu biết gì đâu. Em giỏi quá. Tất cả mà em phải đổi thêm một lần đưa tờ để em có thêm kinh nghiệm. Okay. Em không có thành công trong rồi, cái sau, lần sau, đầu tiên. Rồi sau đó là nhờ. Dạ sau đó là cũng mấy tháng sau đó đó em mới gặp lại ảnh. Thì lúc đó mới bắt đầu là bạn bè rồi mới quen nhau. Tại vì lúc mua nhà là em căng thẳng lắm, muốn mua nhà lần nào. Em biết là ảnh chăm chỉ nhưng mà em không có để ý tới ảnh gì. Để cái nhà chứ. Để ý cái nhà, rất là để ý cái nhà. Xong rồi sau đó thì gặp lại thì để ý hơn. Ảnh rất là giỏi, rất là chăm chỉ. Lúc đó cũng được. Vậy là phải giữ gìn nhan sắc nha. Nhan sắc mà tuột là coi chừng nha. Tại hồi xưa là cũng có để ý tới đẹp trai. Bởi khổ lắm. Em thì mới có 5 năm ở Mỹ. Thì em cảm thấy là em hòa nhập được bao nhiêu chưa? Hết chưa? 100% chưa? Hay là vẫn còn cái gì làm cho em cảm thấy ngỡ ngàng không? Khi mà gặp một cái vấn đề gì lớn á, thì giống như tụi em không có biết nhiều về vấn đề đó á. Thì lúc đó mới bắt đầu học. Giống như là khi ảnh bệnh thì tụi em mới tìm hiểu nhiều về bảo hiểm, về bệnh viện. Rồi trước đó cũng không biết lọc máu là gì. Đụng chuyện rồi mới biết. Nhưng mà cũng trải qua nhiều thứ thì tụi em cũng học hỏi được khá nhiều ở Mỹ. Nên là bây giờ tạm ổn chị. Nhưng mà tất nhiên là so với những người mà người ta sinh ở đây thì em nghĩ chắc tụi em cũng chưa có đến mức quen đến mức như vậy. Đúng rồi. Cho nên là Vi nghĩ là từ từ nó cũng sẽ đi vào quỹ đạo, và nhất là khi mình có con nhé. Có con thì con mình nó đi vào trường học, mình lại học lại từ con của mình. Nhất là về ngôn ngữ, cứ như vậy. Với lại em thấy hiêu sinh này được cái là mình có cộng đồng á. Cái gì mình không biết cái mình cứ hỏi mấy anh chị trong cộng đồng. Đúng ai rồi. Cũng vui lòng giúp hết á. Đúng rồi, cái đó là nói về người, chứ còn về thế internet thì cứ hỏi chị Google. Chị Google biết hết. Rồi mình có còn dự kiến là mình sẽ làm thêm một cái gì đó mở mang cho sự nghiệp mình nữa không? Sắp tới chắc em chuyển thêm môi giới về mua bán trại gà đó. Trời ơi, có phải không vậy? Dạ. Nghiên cứu kỹ chưa? Dạ, ngày đêm tóc bạc rồi. Dạ. Vợ ủng hộ chưa? Em. Đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn phải không? Dạ. Vi rất là vui được biết Nguyễn ngày hôm nay, một cái nhân duyên qua cái chương trình này mà Vi kế đến là biết được cô vợ rất là đảm đang, rất là dễ thương của Nguyễn, làm cho Vi cảm thấy rất là ấm áp sau một cái show này. Và sắp tới là mình sẽ có một thiên thần chào đời thì mẹ tròn con vuông nha. Và hai vợ chồng sẽ đạt được cái ước nguyện là mình sẽ làm thêm được một cái business, đó là về môi giới trại gà. Và sẵn đây thì nếu như mà ai mà có những cái thông tin muốn mua nhà cửa, hoặc là về sau này tương lai về trại gà muốn ăn trứng gà thì gặp anh Nguyễn. Thôi đến đây thì chương trình của mình cũng đã hết giờ rồi. Hy vọng là những phút giây này là những phút giây ấm áp mà Vi chia sẻ đến quý vị trong chương trình Ở Đây Có Người Việt. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều đã hợp tác cùng với Vi trong cái chương trình này nha. Cảm ơn chị Vi. Bye bye, bye mọi bye. Người